Và hello anh em mình nha, chào mừng anh em mình đã quay trở lại với kênh channel Beta Coffee của tôi. Thì hôm nay tôi sẽ lên cho mọi người những em beta đồng giá là 60.000 một bạn ha. Rồi và đợt này hiện tại đang có chương trình sale khá là đặc biệt, đó là khi mà anh em mua 2 con sẽ được sale còn có 99.000 2 con. Chưa kể nha, là tặng thêm cho anh em một em bé cá mái ngẫu nhiên nữa nha mọi người. Đó, đợt này vừa sale đậm lại còn tặng thêm cho anh em một bạn mái để ép đẻ luôn à. Quá trời hời luôn mà đúng không em? Rồi và giới thiệu cho anh em những mẫu mã trước tiêu ha. Đây gọi là dòng Fancy Red nha mọi người. Còn bạn phía sau thì mình gọi là dòng Galaxy Nemo nha. Rất là đẹp luôn nha anh em. Và đợt này là những cái size của bạn này thông thường là tầm khoảng từ 4,5 xăng đổ lên không á mọi người ha. Và chúng ta sẽ qua tới bạn này đi. Đây, hôm nay nhiều anh em hỏi dòng Samurai quá thì hôm nay lại tiếp tục lên cho anh em một em Samurai đen nữa ha. Còn bạn phía sau nha thì mình gọi là dòng Galaxy Demo luôn nha mọi người. Đây, bạn này kè khá là dữ nha mọi người ha. Rồi, ok chưa? Ok rồi, tôi sẽ qua mã kế tiếp nha anh em. Kế đến cho anh em cũng là một bạn Fancy Red luôn nha mọi người. Thì nói chung là bạn này sẽ kè xung hơn các bạn 42 hồi nãy mà tôi quay cho mọi người coi nha. Theo sát sao luôn, cũng là một bạn Galaxy Nemo nha mọi người. Đợt này sẽ lên khá là nhiều dòng Galaxy Nemo cho anh em mình nha. Rồi, xuất hiện là một bạn rồng đen nha anh em. Đó, không rồi, lên rồng vàng anh em chiến chơi rồi. Hôm nay lên thêm rồng đen luôn đi. Đó, cho nó đủ bộ luôn. Rồi, và bạn phía sau thì mình gọi là dòng Galaxy Nemo nha mọi người. Rồi, qua tới cho anh em cũng là cặp đôi Galaxy Nemo luôn. Đây cho mọi người coi luôn bạn phía sau ha. Cặp đôi này hơi đậm tính quá thì mình qua luôn cái mã này đi. Dòng Alien xám xanh kè cực kỳ xung nha mọi người. Alien thì chắc tôi sẽ lên cho anh em tầm khoảng 2 mẫu mã, nhưng mà theo tôi thấy nha thì các bạn mã 47 phía trước này kè sẽ xung hơn những bạn kia nhiều nha. Đó anh em nhìn thấy đi, form khá là tốt, ok luôn. Rất là đẹp ha anh em. Nhìn một phát là mê liền nha. Rồi ai mà nhanh tay sẽ chốt được bạn 47 phía trước là Alien xám xanh này nha mọi người. Rồi, theo sát bạn phía sau luôn nha. Đây gọi là dòng Galaxy Nemo nha anh em. Rồi, ok nha. Next tới bạn Dumbo White nha mọi người. Đó, trắng thuần khiết luôn. Còn gì để nói nữa không anh em? Quá đẹp rồi, không còn chỗ chê luôn. Rồi, có Samurai đen thì chúng ta phải có Samurai đỏ chứ anh em. Đó, cũng đồng giá 60.000 nha. Rồi, và hiện tại tôi đang lên lại cho mọi người là những bé trống nha. Đang lên những bé trống. Khi nào qua tới những bé máy thì tôi sẽ báo cho anh em mình biết trước nha. Rồi cho mọi người coi lại bạn này nha. Rồi Samurai là tôi sẽ lên cho anh em chắc tầm khoảng 3 mã. Thì tương đương với 3 màu luôn. Đó là màu đen nè, màu đỏ hồi nãy tôi cho anh em mình coi. Với lại màu màu xanh dương. Thì một lát nữa sắp tới là mọi người sẽ thấy ha. Và chúng ta sẽ qua bạn này. Đây cũng gọi là dòng Fancy Yellow nha anh em. Rất là đẹp. Còn bạn phía sau thì mình gọi là dòng Galaxy Nemo nha. Đó, anh em thấy bạn phía sau chưa? Bạn phía sau nó bọt khá là nhiều, tương đương cũng khá là xinh nha mọi người. Mới tội là bạn này có hơi cái lỗi nhẹ một xíu thôi, đó là bị rách tương nhẹ nè. Thì anh em nhìn thôi chắc cũng thấy rồi phải không mọi người? Đó. Rồi, ok nha. Rồi, next tới đây bạn Samurai luôn của anh em đây ha. Rồi, bạn phía sau luôn là dòng Galaxy Nemo nha mọi người. Thì nói chung cái cặp này thì theo tôi thấy các bạn 51 phía sau sẽ xung hơn các bạn phía trước nhiều ha. Rồi, đây Alien màu xanh lá nha anh em. Đó. Thì nói chung là cái bạn này nó sẽ không bằng các bạn xám xanh ha. Nói chung thì anh em mình thôi, anh em thích màu nào mình chọn màu mấy thôi mọi người. Rồi, mình sẽ qua luôn các bạn phía sau luôn. Đây cũng là một bạn Galaxy Nemo nha. Và tôi nói trước cho mọi người biết là cái bạn Alien này màu xanh lá thế này mọi người. Bạn này thì nó sẽ hơi nhảy nha, cho nên nó nếu như anh em mà có tên có chốt về á thì anh em nhớ là hạ cái mực nước thấp xuống một đôi xíu để phòng trường hợp bạn nó nhảy ha. Rồi, nhưng mà bạn nó nhảy cao quá thì anh em cũng biết kết quả rồi ha mọi người, thì tôi cũng không có nói nữa. Tôi nói vậy thì chắc anh em cũng hiểu rồi. Rồi và qua tới bạn này luôn đi, đây cũng là Fancy Red luôn, Fancy Red thì là xong Galaxy Nemo của anh em luôn nha. Bạn này thì nền vàng nha mọi người. Đó, anh em nhìn này chắc cũng thấy rồi phải không? Pha nền vàng một xíu ha. Rồi, cặp đôi bài trùng. Hai bạn Galaxy Nemo luôn. Thì cái bạn này, cái bạn phía trước thì cái màu sắc của nó sẽ tươi hơn cái bạn phía sau ha. Bạn phía sau thì cái màu của nó sẽ đậm hơn.
đó, nên nhìn đi, các bạn phía sau sẽ nghiêng màu đỏ nhiều hơn, còn bạn này nghiêng nghiêng màu cam sáng nhiều hơn nha. Dạ, ok. Rồi, và tôi cũng nhắc lại cho anh em mình nhớ ha, là đợt này đang có chương trình sale, đó là khi mà anh em mua hai con sẽ sale cho anh em còn có 99.000, đồng thời tặng thêm cho anh em một bạn máy ngẫu nhiên nha. Hiện tại những bé cá này đang đồng giá là 60.000 một bạn nha mọi người. Rồi, và bên tôi sẽ đăng video vào lúc 7 giờ sáng nha. Sẽ bắt đầu check tin nhắn của anh em mình vào lúc 8 giờ sáng cho tới 5 giờ chiều theo giờ hành chính nha mọi người. Và khi mà anh em đặt đơn cá bên tôi thì anh em nhớ gửi cho tôi mấy ngày xem đặt cá nè, cộng với mã số ô phía trước hoặc phía sau để bên tôi check xem còn hay không nha. Đó, anh em gửi giúp tôi nha, ngày xem đặt cá cộng với mã số ô phía trước hoặc phía sau nha. Đó, anh em đừng quên cái điều đó giúp tôi nha. Rồi, trời ơi anh em nhìn đi, khủng không anh em, Galaxy Nemo nha, rất là đẹp luôn anh em. Con này á, cái giá của nó, giá gốc của nó đố anh em biết đó anh em. Con này hiện tại đang sale còn có 60.000, giá gốc là bao nhiêu thì anh em biết, anh em cùng đem dưới thử giúp tôi xem coi có đúng giá không ha. Rất là đẹp luôn anh em. Đây là hình khủng luôn anh. Rồi, và bạn phía sau, đây, dàn trống cuối cùng là bạn Fancy Yellow nha. Rồi. Và bắt đầu từ mã 58 đi ha. 58 trở đi là tôi sẽ lên cho anh em tổng cộng 6 cái máy thôi. Rồi, Dumbo Wild máy nha, Fancy Yellow máy, Nemo máy của Nim, Fancy Red máy của Nim, cuối cùng Rồng Đen máy và Dumbo Lavender máy luôn nha. Đó, rồi ok ha. Rồi, cảm ơn anh em đã xem hết video này của tôi nha. Thì nếu như anh em cần lên các mẫu mã nào khác, mình cứ bình luận bên dưới giúp tôi, hoặc là mình cứ email cho tôi nha. Rồi, và nếu như anh em mà cần lên đơn cá nữa thì anh em cứ email cho tôi qua số điện thoại hoặc Zalo, tôi có để ngay phía dưới tiêu đề của video này. Đồng thời nhớ gửi kèm thêm cú pháp đó là ngày sinh đợt cá cộng với mã số cùng phía trước phía sau nha. Rồi, hẹn gặp anh em ở một đợt cá mới nha. Bye bye anh em mình nha. Rồi, và bây giờ kết quả mình game một chút nha mọi người, để coi hôm nay ai là con số may mắn là bao nhiêu đây. Con số kỳ này là 68 nha anh em. Rồi, chúc mừng anh em nào ở đợt mini game trước comment con số 68 IP tôi nhận quà nhiên. Hôm nay đến hẹn lại lên cho anh em là một em mini game 232 ha. Thì đợt này ai mà là chủ nhân mini game 232 chúng ta sẽ được nhận một bạn rồng vàng nha mọi người. Đây là rồng vàng trống nha. Và hôm nay cái thể lệ tham gia mini game thì vẫn gồm hai bước như cũ thôi. Bước một bắt comment từ 01 cho tới 90 thì comment đúng ngày xin đợt cá và không có chỉnh sửa bình luận gì hết trên nha. Bước 2 đó là anh em hãy like, share và subscribe kênh ở chế độ công khai trên nền tảng mạng xã hội, ví dụ như là Facebook, Twitter, Instagram hoặc Zalo ha. Rồi, sau khi mà hoàn thành xong hai bước, nếu như anh em mình may mắn trúng giải, chúng ta sẽ được lựa chọn một trong hai quyền lợi như này. Một là mình sẽ được free ship, còn hai mình sẽ được nhận một bạn máy cùng dòng với bạn này nha. Và bây giờ anh em mình hãy cùng nhau comment từ 01 cho tới 90 để tìm ra ai là chủ nhân mini game 232 kỳ này nha. Video này được quay tại shop cá cảnh Beta Coffee. Các cảnh quay sau đây được thực hiện bởi chuyên gia và những người có kinh nghiệm chăm sóc động vật. Đây là dàn hồ cá có các vách ngăn vừa giúp cá Beta vui vẻ khi thấy nhau vừa bảo vệ chúng. Ở đây, chúng tôi đang trưng bày và giới thiệu đến công chúng vẻ đẹp nghệ thuật của loài cá Beta. Bên cạnh đó, video này là cảnh chúng tôi đang nghiên cứu về tập tính, thói quen và hành động của loài cá Beta khi chúng thấy mặt nhau nhằm cung cấp kiến thức cho người xem về loài cá này. Qua đó người xem có thể thấy được vẻ đẹp và giá trị nghệ thuật của loài cá Beta. Khi nuôi cá này, bạn cần hồ kính có vách ngăn như trong video của chúng tôi để mang đến môi trường sống tốt nhất cho loài cá Beta. Các cảnh quay sau đây sẽ minh họa và hướng dẫn bạn cách nuôi và chăm sóc cá Beta tốt nhất. Chúng sẽ cảm nhận được sự an toàn, ấm áp và vui vẻ khi bạn nuôi cá Beta giống như trong video của chúng tôi.